Hello mọi người, hôm nay mình vừa đi ăn cắp em bé này về. Dễ thương không mọi người? Đây là Winnie nha. Winnie chào mọi người đi con. Chào mọi người, con tên là Winnie. Con vừa tròn 1 tháng tuổi. Không biết ai bắt con về, nhưng bây giờ con được lên YouTube rồi. Con tên là Winnie nha. Con là con gái cưng. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Hello mọi người. Con là nhân vật mới nên con sẽ được ngồi ở đây nha. Đây là con gái cưng của mẹ Hân nè. Giới thiệu. Xin chào mọi người. Đây là Winnie nha mọi người. Bữa nay được 1 tháng tuổi rồi, mới bắt cóc về. Chào đi con. Chào cô chú. Chào cô chú. Rồi, ok. Hôm nay có một bạn đã gửi câu hỏi cho tụi mình thì tụi mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Ok, thì bạn này hỏi về cách lấy bằng lái xe, về thi lái xe. Hồi trước là mấy tuổi thì mình học lái xe ta? Ở bên đây thì bắt đầu là 16 tuổi đúng không? Thường là 16 tuổi. 16 tuổi là được học lái xe. Hồi đó học trong trường hay tự học? Tự học. Mình cũng tự học luôn. Anh mình dạy chắc cũng chừng nửa tháng tới 1 tháng là bạn sẽ biết lái xe. Ừ. Nhưng luyện tập thì mình nghĩ là nên luyện tập nhiều nha. Nghe nói là nếu mà học trong trường thì nó dễ hơn, thi dễ hơn hay sao á. Nghe nói ừ rồi. Với lại hình như nó cho lúc mà mua xe ha, sau đó là insurance nó rẻ hơn. Insurance rẻ hơn, với lại không có cần thi lấy bằng viết nữa. Oh really? Ừ, có một vài chỗ như vậy, nhưng tùy tiểu bang luật á, tùy luật á. Ừ. Nhưng mà mình thì thi cả hai luôn. Ừ. Lý thuyết với thực hành. Ừ. Nhưng mà thi bằng viết thì dễ lắm. Ừ. Có cái app á, xong rồi mình lên mình chơi chứ 1-2 tiếng gì là thủng hết rồi. Thì nói chung là mình cũng tại vì cái câu hỏi nó dễ lắm, mình chỉ cần trả lời 20 câu hỏi mà đúng 20 câu hả? Ừ. Không nhớ luôn á. 20 câu hả? Rồi hình như đúng 15 câu hay 17 câu gì đó thì là đậu á, là được cái permit. Thì sau khi mà có cái permit đó thì mình sẽ được mới bắt đầu tập lái xe. Ừ, bắt đầu chạy vòng vòng ở ngoài đường. Nhưng mà không có được chạy một mình nha mọi người. Phải có người lớn trên. Người nào có bằng lái à? Ừ. No, nhưng mà thường là trên 19 gì mới 21 được. 21 gì mới được tập lái á. Mới được dạy lái. Ừ. Ờ dạy lái. Ok, hồi đó thi sao? Mình thì ở cái chỗ nhỏ nên thi cũng rất là dễ luôn. Kiểu không có bị giống như là người ta chấm thi quá khó. Với lại cái chỗ đó thì mình trước ngày đó mình đã đi lượn một vòng rồi, nên mình biết hết cái đường để mà mình đi tập, đi thi. Ừ, mình cũng vậy, nói chung là sáng sớm bữa đó trước khi thi thì đi theo người ta coi là cái đường nó như thế nào á, rồi mình cũng biết sơ sơ rồi mình tập. Ừ. Nhưng mà hơn rớt một lần nha mọi người. Lúc mà dừng emergency không park. Phải park trước. Ừ. Mới bỏ emergency. Ừ. Và nhiều người khi họ khó tính á thì lúc mà mình lái mình phải qua đường á, mình phải nhìn hai bên nè. Rồi dừng stop sign là phải 3 giây. Rồi nhìn kính chiếu hậu này kia nữa mới được qua đường. Nói chung là nhìn hết bốn hướng. Nếu không có xe mới được qua, tại vì họ muốn là an toàn, cái độ an toàn cao á. Ừ, đúng rồi. Lúc mà mình thi á là mình đậu liền, nhưng mà họ nói là nhìn ít quá, phải nhìn nhiều hơn. Mà giống như là mình không chỉ là liếc qua vậy nữa, mình phải nhìn qua thật sự là mình nhìn qua luôn. Ừ. Giống như kiểu cho người ta thấy là mình có nhìn. Ừ. Nóng quá à. Ủa, đang ngủ. Đang ngủ. Ngủ á. Suốt ngày ngủ không. Cô bé buồn ngủ rồi. Như rồi, với lại á, cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà mình cũng nên tập vợt nhiều một tí. Tại vì nếu như ai ở tiểu bang lớn á, thành phố lớn thì xe nhiều khó chạy. Ừ. Đúng rồi, cái đường nó. Với lại lúc đó mình đang thi nữa cho nên là mình hơi căng thẳng á. Nên mọi người tập lâu lâu chút rồi thi. Không phải thi lại mấy lần thì thôi. Với lại
hai đứa mình cũng không phải là có chuyên môn gì lắm, chỉ là chia sẻ kinh nghiệm vậy thôi. Còn mọi người muốn biết thêm thì có thể lên Google tìm hiểu kỹ một chút trước khi mình thi vậy thôi. À, nhớ mang seat belt nha mọi người, trừ điểm cao cho seat belt á. Chỉnh kính chú hậu nữa. Tao không chỉnh luôn, bữa đó tao đi luôn. Không bị hốt là may. Nó tính theo kiểu điểm á. 10 điểm á. Không nhớ tính sao, nhưng mà kiểu trừ một vài cái rồi nếu mà đủ điểm thì đậu, không thì thôi. Ừ, đúng rồi. Mà như là con nít, thôi con nít nữa, teenager khó hơn. Ừ, người lớn thi thì dễ hơn. Còn mình thi khó hơn tại vì mình giống như mình ẩu. Nên không có tin tưởng cho lắm. Mọi người nó không hiểu.